Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong sáng ngày 29 tháng 11, các đơn vị liên quan Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn ô tô 7 chỗ tông liên hoàn 3 xe máy và ô tô 16 chỗ khiến 4 người bị thương. Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 28 tháng 11, ô tô 7 chỗ do nam tài xế 49 tuổi, ngụ quận 4 điều khiển lưu thông trên đường song hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, hướng từ đường Đỗ Xuân Hợp đi Nguyễn Thị Định. Vụ việc khiến 4 người đi xe máy bị thương, trong đó 3 người được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, ô tô 7 chỗ bể nát một phần đầu xe, 3 xe máy hư hỏng. Danh tính các nạn nhân bị thương gồm bà PHT, 38 tuổi, chấn thương phần mềm mạn sườn trái và khuỷu trái. Ông NMD, 41 tuổi, nhập viện trong tình trạng gãy xương đầu gối, chấn thương ngực kín và vùng môi. Riêng ông NTD, 67 tuổi, nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, dập phổi, tràn khí màng phổi, gãy xương sườn, gãy xương đùi và được chuyển đến bệnh viện 175 tiếp tục cấp cứu, điều trị. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.